Hello cả nhà nhé, thì bên em hôm nay xin phép làm video sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng cái dòng hút ẩm Toshiba. Cái dòng Toshiba nó có dòng 7 nít, 8 nít, 10 nít thì cái chức năng hoạt động hoàn toàn giống nhau anh em nhé. Cái dòng này thì chạy rất là êm, hai quạt chạy độc lập, dàn nóng lại nên là chạy rất là êm, anh em để phòng ngủ cũng được. Và kiểu dáng rất là nhỏ gọn xinh xắn. Đây, ví dụ luôn cho em một con như này anh em nhé, rất là đẹp. Anh em nào mà sử dụng dòng Toshiba rồi thì sẽ biết dòng này rất là êm và chất lượng. Thì lướt qua cho em cách sử dụng này, thì đây là cái phím bật tắt nguồn mọi người nhé. Đèn này đèn là đèn cảnh báo mà khi các bạn đẩy nước hoặc các bạn rút ca ra. Đây là hai cái đèn báo ion diệt khuẩn này. Ở đây hai chế độ chính, chế độ bên đây là chế độ sấy quần áo anh em nhé. Thì đây chế độ là sấy tự động này, hoặc là sấy liên tục này. Tiếp theo chế độ hút ẩm này, thì có chế độ hút ẩm tự động này, hút ẩm liên tục này, rất dễ thôi. Thì từ anh em để cho mình chế độ tự động này. Đấy, tức là khi mà không khí độ ẩm thấp, tự động nó sẽ không đóng đốc nữa cho anh em nhé. Đấy. Đây là về cái phần tốc độ anh em nhé. Gió này mạnh, trung bình hoặc là góc rộng này. Đây là cửa vẫy này, anh em chỉnh cửa vẫy thế nào tùy theo. Góc rộng, góc hẹp có thể. Đây là hẹn giờ các bạn nhé, 2 giờ, 4 giờ, 6 giờ. Rất là dễ thôi anh em nhé. Đấy, còn cái phím này, cái đèn cảnh báo anh bỏ qua. Đấy, thì mặc định anh em cần ấn mình phím bật nguồn và chọn mặc định sẽ lưu cái chế độ cũ các bạn đang sử dụng rồi các bạn nhé. Nên các bạn không cần phải lo. Nói chung hàng chữ Nhật nhưng mà đối với người Việt mình thì cũng dễ sử dụng thôi anh em nhé. Anh em chuyển ấn bật tắt nguồn và chọn một trong hai chế độ tự động nó sẽ lưu, lần sau nó cứ nhớ vào cái chế độ thôi. Đây, dòng Toshiba thì bao giờ kéo dáng như này anh em nhé. Thì ngoài dòng Toshiba ra bên mình còn rất nhiều các sản phẩm khác của các thương hiệu hút ẩm như là Saab này, Bala này, Mitsubishi này, hoặc Toshiba. Anh em cần cứ alo 0979 665 264